Cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Đúng là không có gì có thể làm khó Khả Duy này. Gì vậy con? Dạ, con muốn nói chuyện với ba. Nhưng mà nếu như ba không rảnh thì con đi ra. Ba đang rảnh, con qua đây. Sao? Có chuyện gì muốn nói với ba? Dạ, con mời ba uống trà. Cái gì vậy? Sao lúc nào con cũng vụng về hết là sao? Con không có vụng về đâu. Chỉ khi con đứng trước mặt ba, con mới như vậy thôi. Ngồi xuống đây. Tại sao đứng trước mặt ba, con lại vụng về? Dạ, tại vì tại con sợ. Con sợ hả? Dạ. Con sợ bao nhiêu không? Dạ nhiều. Nhiều cỡ nào? Dạ nhiều đến mức con không dám nhìn ba. Con không dám nói chuyện với ba luôn. Con pha trà cũng vừa uống lắm. Thiệt hả ba? Con làm cái gì mà co ro như con gà rù vậy? Ngồi thẳng lưng lên coi. Dạ. Đàn ông con trai gì phải mạnh mẽ lên chứ. Làm cái gì mà cứ giật bắn người lên là sao? Rồi, nói ba nghe. Có chuyện gì nè? Dạ, con muốn ba cưới vợ cho con. Ba cưới vợ cho con. Ủa, ba có nghe lầm không ta? Thằng Xuân con của ba rồi cưới vợ hả? Mà con có hiểu cái chuyện vợ chồng là như thế nào chưa mà con đòi cưới? Ba xin lỗi, ba cũng sơ ý thiệt. Tính kỹ ra thì con trai của ba cũng cũng lớn bụng rồi ha. Tới cái tuổi lấy vợ rồi. Nhưng mà ba thắc mắc, tại sao thường ngày chuyện gì con cũng nói với má hết, mà chuyện này con lại đi nói với ba? Dạ, tại Xuân. dạ Hả? Nghe ba hỏi không? dạ có con nói với ba là tại vì con tin ba giúp được cho con. Ba má chê người ta xuất thân nghèo hèn cho nên không chịu cưới cho con. Xuất thân nghèo hèn hả? Dạ, tuy là
cô ấy xuất thân nghèo hèn, nhưng mà được người được nết. Con thương cô ấy, ba giúp con đi, con năn nỉ ba đó. Lần đầu tiên bà mới thấy con trai của bà quyết tâm tới như vậy. Đúng là tình yêu đã khiến con trưởng thành hả? 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 Được, chỉ cần con yêu thương thật lòng thì dù hoàn cảnh người đó như thế nào, ba cũng sẽ cưới cho con. Nói đi, người đó là ai, ở đâu? Dạ, là em Phượng, giúp việc ở nhà mình. Là con Phượng hả? Dạ, là em Phượng. Ba, hồi nãy ba hứa với con rồi, ba không được nuốt lời đâu đó. Ba,